À, chúng ta cho một tràng pháo tay thiệt lớn nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi hát cho phép Kim Thoa gửi, con gửi lời chào đến thầy và gửi lời chào đến tất cả quý vị, và chúc tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng ạ. Hôm qua quý vị đến chùa mấy giờ ạ? Kim Thoa đến chùa 8 giờ tối hôm qua đó nha. Hôm qua vừa tới xong thì có một cặp anh chị đến và sẵn tiện thì nhận luôn cái cặp đèn đặt bên chỗ Kim Thoa, và anh nói là sáng nay mẹ anh cũng có đến dự chương trình của mình tại chùa Hộ Pháp. Thì hôm nay được cái duyên lành là Kim Thoa rất là vui khi mà gieo duyên được anh Randy về đây hát tặng cho tất cả quý vị. Em nữa. Chị giao duyên được em nữa, tại vì chị gieo duyên cho em nữa mà. Đúng rồi, gieo duyên cho em nữa. Tại chị chưa nói tới á. Thì anh Randy cũng là một người con nuôi của mẹ chồng của Kim Thoa. Thì hôm nay anh vừa đến đây thăm mẹ và vừa hát tặng cho tất cả quý vị thì rất là vui. Mặc dù anh là cái người đạo Chúa nhưng mà cũng có một cái tâm hướng Phật quý vị. Thôi, bây giờ để giờ nói này, hôm nay là chẳng những gieo duyên cho anh Randy mà riêng là em trai Xuân Hòa nữa. Hôm nay là lần thứ hai về đây mà hai chị em song ca. Thì lần trước á quý vị, hai chị em hát thì cái bài hát đó bữa nay được gần 3 triệu view rồi đó. Thôi hôm nay hai chị em cũng sẽ tiếp tục song ca gửi tặng đến tất cả quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Đăng Anh. Ca khúc được mang tên Quán Trọ Trần Gian 2. Đôi sao rời cũng không thay lòng đối dạng.
người ơi. Không thay lòng đổi dạ người ơi, hãy yêu thương con người dù cho vật đổi sao rời cũng không thay lòng đổi dạ người ơi. Xuân Hòa ơi, dạ. Chị nói nè, tại dạ. vì khi mà ca sĩ đến đây hát á, thì là với tinh thần cúng dường thôi, nhưng mà riêng em thì trong chương trình hôm nay chị cũng có một cái phần quà nho nhỏ, chị lì xì cho em. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Cũng không biết phải nói như thế nào nhưng mà rất là xúc động, rất là thương em, chỉ nói vậy thôi. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Bây giờ thôi thì chị sẽ vào trong và nhường sân khấu lại cho em nha. Bây dạ. giờ trước khi vào trong, Kim Tho sẽ niệm Phật. Quý vị cùng niệm Phật với Kim Tho nha. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.